alo alo, mến chào đại gia đình, mến chào đại gia đình đã quay trở lại với lại tấm cúc kể chuyện thứ Lâm cho đại gia đình mình nghe, rất mong được sự cổ vũ của đại gia đình mình, nếu đại gia đình thấy tấm cúc kể những mẫu chuyện vui, thú vị và hài hước, làm vừa lòng quý vị thì xin mời đại gia đình cho tấm cúc xin một like và một cái đăng ký để mà cổ vũ cho tấm cúc có động lực làm thêm những cái mẫu chuyện thiệt là vui tiếp tục theo nữa nha thì hôm nay cúc xin gửi đến đại gia đình của mình một cái mẫu chuyện hài nhẹ nhẹ thư giãn cùng với lại đại gia đình cùng với lại một số anh em là yêu mến tấm cúc kể chuyện và tấm cúc có những cái câu hát nó xen vô những cái mẫu chuyện để cho nó có thêm cái phần là sinh động và gọi nôm na là cho nó thêm ngầu <laughs> Ví dụ như vậy đó thì cúc xin chim thêm một cái đoạn tí xíu trước khi kể cái mẫu chuyện này nó cũng ăn khớp với cái mẫu chuyện mình thôi là hôm nay nói về mẫu chuyện là anh chàng này ảnh ảnh nghèo ảnh nghèo cho nên ảnh rất là buồn ảnh không có người yêu không có việc làm gì hết ảnh rất là buồn thì trước khi vô cái câu chuyện này thì cúc xin là hát một cái đoạn là một chàng trai tán tỉnh một cô gái nhưng mà thương lắm nhưng mà chàng trai này nghèo không có tiền để mà cưới cô nàng thì chàng trai mới mượn cái lời hát mình một đoạn để mà gửi đến cô nàng này rồi sau đó cô nàng nghe thì cô nàng mới đáp trả lại bằng một cái đoạn bài hát nữa thì để Cúc hát cho đại gia đình của mình nghe nha em hát chai để mà gửi cái tấm lòng của chàng trai tỏ tình với cô gái đó nhưng mà nghèo quá thì tỏ tình như thế nào cho nên anh chàng mới tỏ tình như thế này Thực tế thì anh đây rất nghèo Không được như lòng em ước chẳng cao sáng quyền quý danh vọng tựa an mây bay anh chỉ là thứ sinh nghèo thì anh chàng mới làm thơ mới gửi cho nàng như vậy thì cô nàng mới thấy tội nghiệp quá ảnh thương mình mà ảnh nghèo quá thì làm sao mà cưới mình được đây cô nàng thì khá hơn cho nên cô nàng mới mới là viết một cái bức thư lại trong nội dung nó có những cái cái ý là À, cô thì không có ham giàu cô muốn cái tình yêu là nó chân thành nó sự thật chứ không có phải là giàu mà nhanh qua nhanh quên cũng không có được cho nên cô mới mới gửi lại cho anh chàng một cái cái lá thư với nội dung như thế này em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh em không đi tìm tuyệt đối đâu anh Em không đi tìm Người yêu cao quý ngốc ngà Lầu cao sẽ các anh ơi Có gì mãi luôn vững bên Nghe dễ thương hơn đã gia đình Thì nghe cô nàng nói như vậy là không có phải là ham nhà cao cửa rộng Mà là ham một cái tình yêu chân thật tình yêu chân thật thì lúc nào nó cũng đẹp, nó bền theo thời gian, nó không có phải là xây lâu đài trên cát, đúng không? vậy đó. giống như mình thương ai á, thì nếu mình khắc á, mình khắc tên người đó thì nên khắc lên cái, cái 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 cây hay là cái cái gì đó, để cho gió nó đừng có bay, chứ đừng có khắc tên người ta lên trên cát, trên sa mạc cát, thì khi một cơn gió hay là một luồng nước gì nó vô tình nó bay ngang thì nó cũng đã cuốn chơi mất hết rồi tuy là vẽ cái tên hay là vẽ tòa nhà trên cát thì lúc nào nó cũng lóng lánh nó cũng đẹp nó cũng đẹp hơn là khắc lên khúc cây đúng không nhưng mà khi khắc lên khúc cây thì gió nó cũng không có làm sao lãng là nó cũng không có phai được là như vậy nhưng còn cát thì nó trôi đi hết thì hôm nay cúc xin trở lại với vấn đề là vào câu chuyện hài tiếu lâm của tám cúc bắt đầu thì như thế này thì một anh chàng đó ảnh rất là nghèo ảnh không có việc làm coi như là ảnh buồn dữ lắm tối ngày cứ nằm không à là coi như là tại vì á, là cũng không không phải giấu gì đại gia đình là anh chàng này là anh nghèo thiệt nhưng mà trời phú cho anh có cái củ quý của anh chà bá nó dài nó bự thế em vô chủ đề thứ làm đó được bậc tám mà nói bậy không phải nói bậy đâu mà câu chuyện này nó là gì thì anh chàng này ha ảnh có củ quý anh nó bự nó dài nó dài tới cái đầu gối luôn khi anh mặc quần sọt nó lòi cái đầu ra luôn đó thì cho nên là anh không có ảnh buồn lắm. giống như là cưới vợ cũng không được mà đi làm cũng không ai nhận hết chứ bởi vì cái đó nó bất tiện quá nó lồng thồng nó bự quá nó khó di chuyển nó làm cho anh chàng là cảm thấy là nó mất tự tin với cái cơ thể của mình thì anh chàng buồn quá anh chàng mới nằm không suốt ngày cứ nằm đó cứ nằm để mà kiểu như là gầu đời nằm ghét tới nỗi mà tóc nó gụng nè tóc nó gụng chấm 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 cổng luôn đó vậy đó gầu lắm thì tới một cái ngày đó thì bạn bè ở trên kinh thành á là đi về tại vì trong cái đám bạn bè của anh này là người ta có vợ có con đi làm ăn hết trơn mà anh chàng này cứ nằm hoài thì cái đến một cái 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 thời điểm nó có mấy người bạn ở trên kinh thành đi về mấy mấy biết là trên đó là cái cái ông nhà vua này ông đang tuyển ông đang tuyển mà ai thanh niên nào á mà có cái củ quý mà to mà dài nhất á thì được thưởng được tuyển vô trong cung để làm gì đó không biết nhưng mà được thưởng rất là nhiều vàng bạc với lại châu báu là có thể đổi đời luôn đó thì bắt đầu mấy người bạn này mới nghe mới nhớ là bạn này ở nhà ở quê mình có thằng bạn này nó dữ lắm mới chạy về quê mới nói với cái thằng bạn này là bây giờ là mày đừng có buồn nữa có thể đây là cái thời cơ của mày tới có thể là mày tới số rồi đã có nghĩa là số mày đã tới rồi nè cho nên là bây giờ là trên kinh thành đó là nhà vua là tuyển tuyển một cái người thanh niên nào mà có cái của quý mà dài nhất bự nhất là sẽ được rất là nhiều tiền bạc và lại châu báu là là tụi tao thấy là mày tới rồi đó tới thời rồi đó cho nên bây giờ là không có buồn nữa ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ đang chuẩn bị theo tụi tao lên kinh thành đặng mà vô ứng thí cái này là lãnh tiền chứ không có gì lãnh vàng bạc chứ không còn đường nào chạy khỏi nữa hết thì anh chàng mới nghe vậy mới quyết định là đổi đời anh chiến dù sao rồi đó giờ mình làm không bây giờ có thể là cái của quý trời cho mình nó 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 bự nó hị vợ hị dạng như người ta nó hị ộm gì đó thì có thể là nó 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 giúp cho đổi đời cho nên anh chàng mới đi lên trên kinh thành thì theo cái người bạn lên đó thì ở trên kinh thành đó là đại gia đình biết người ta có gác cổng mới được vô trong vua gác ba lớp cổng ba lớp cổng ha một cái lớp cổng là gác 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 ba lớp đi qua ba lớp là mới được vô mà mỗi một cái lớp là đi tới là phải ở đó phải kiểm tra trước mới được vô thì anh chàng này tới cửa đầu tiên anh chàng mới xin vô là quân lính ở canh mới hỏi là anh đi vô làm gì thì anh chàng mới nói là ta đi vô để mà ta dự thi cái cuộc thi mà cái đó bự nhất dài nhất thì ta đi vô ta thi cái anh, anh, lính gác anh hỏi người tự tin không nó nói ta tự tin thì anh lính nó gì cho ta coi ta kiểm tra trước đó chừng là hơn của ta đi thì mới được bước qua cửa ta ha thì cái lúc này á, là cái anh này anh mới dạch ra cho anh anh, anh lính canh cửa thứ nhất coi thì khi mà dạch ra cho anh lính canh cửa thứ nhất coi phải không thì anh lính canh cửa thứ nhất anh nói wow trời bự quá bự hơn của ta mà dài hơn của ta nữa vậy là được rồi hơn là vậy là thông qua một cái cửa này thì anh lính này anh mới cho đi qua cửa thứ nhất thì bắt đầu tới qua cửa thứ hai cửa thứ hai thì anh chàng ra à, gác lính này nè anh cũng nói ngừng lại của người á nếu mà hơn của ta thì mới được qua cửa ta được còn mà thấp hơn thì trở ra đi đi vô mất công phí đó thì cái anh thứ hai này anh cũng dạch ra thì cái anh chàng đi thi này anh cũng dạch ra thì cái anh thứ hai nó qua wow, dài dữ tại dài gần tới cái đầu gối còn mấy anh lính này thì chưa tới cũng bự cũng dài nhưng mà không bằng thì được thông qua cửa thứ hai rồi tới qua cửa thứ ba cái, cái, cái ải này mới quan trọng càng lúc nó càng dài hơn nó càng bự hơn thì qua cửa thứ ba thì bắt đầu cái 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 anh chàng gác cửa này anh mới ngừng lại anh mới ngừng lại của người chừng nào mà hơn ta mới được qua của người được bé lớn mà bài đặt đi vô thi thì anh chàng này anh cũng tự tin lắm tại vì cửa thứ nhất cửa thứ nhì là anh qua cái trót lọt còn cửa thứ ba anh nghĩ chắc cũng vậy cho nên anh nói là ta đi vô ta thi đừng là mất thời gian giờ ta đi viết vô nè cái anh nói là, cái anh thứ ba nói bây giờ là Chừng nào mà ngươi hơn ta thì ngươi mới được qua cửa thứ ba Chứ không có gấp được Cho nên bây giờ ngươi dạch ra cho ta coi đi Thì của ngươi nếu mà ta hơn của ta thì ta cho vô Qua cửa thứ ba mới được vô gặp trong nhà vua được Thì cái anh chàng đã thấy gì cái anh tóc anh dạch ra liền Anh tưởng anh thắng rồi anh dạch ra Thì nó cũng dài, nó bự mà nó dài tới đầu gối luôn Thì cái anh giữ cửa thứ ba này ông mới lắc đầu Có bị lớn mày bị dai đây mà làm gì được đâu mà 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 đi thiền chi cho nó mệt Thôi ngươi đi về đi ngươi ngủ đi chứ làm gì thì anh nó nhật mình nó trời, trời hai cổng kia ta qua chót lọt cái cổng này về đặt gì thì của ngươi cỡ nào mà ngươi đòi hơn ta ngươi dạch của ngươi cho ta coi đi nếu mà hơn ta thì hả nói thì cái anh chàng mà gác cổng nãy mới nói nè nè ngươi nhìn của ta nè của ta như thế này mà ta chỉ có mới đứng gác cổng thôi đó thì anh chàng anh dẹp ra một cái trời ơi ta nói nghe của anh nó dài như cổng dây nịt vậy đó nó dài nó quắn vô cái cái eo ổng luôn á nó quắn nó xe lộn lại như là cái cọng dây nịt vậy đó ông nói ngươi thấy chưa của ta nó dài đến cỡ này mà ta chỉ có mới đứng gác cổng thôi đó của ngươi là gì mà ngươi được vô ở trong đó là dài thứ dữ không đó của ta là ngươi thấy nè nó quấn quấn vô cái 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 người ta như cộng gia địch mà ta chỉ có là là gác cổng thôi ta còn chưa dám vô thi nữa đó còn ngươi là gì mà ngươi dám vô thi thấy vậy anh chàng ấy quay trở về tiếp tục cuộc đời là nằm lại rụng tóc nữa nghèo nữa <laughs> cho nên là anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao anh ơi em tìm người yêu thương mãi chân si